mình đã nhận được 100 đến 1.000 quân huy miễn phí từ Liên Quân như thế nào? Ok, thì trước khi vào video mình hướng dẫn cho anh em á, thì anh em hãy giúp cho mình ủng hộ bằng một cách một nút like và cũng như là một subscribe kênh luôn nha anh em. Cái đầu tiên để nhận được 100 quân huy miễn phí á, thì anh em nào cũng đều được hết em ạ. Đó chính là cái sự kiện trong Liên Quân. Anh em sẽ được nhận thêm 100 quân huy miễn phí nếu như mà anh em đạt được những cột mốc và nạp đúng cái chỉ tiêu mà Liên Quân đề ra. Để mình nhận miễn phí 100 quân huy Liên Quân thì mình chỉ còn thiếu hơn 90 quân huy để mình nạp thêm được. Và mình chia sẻ cho anh em luôn, đó chính là một cái app để giúp cho mình để kiếm được 100 huy miễn phí để nạp vào, đó chính là UpX Quật nha mọi người. Đây chính là lúc mà mình vô đổi thẻ cào nè mọi người. Đó, UpX Quật đúng rất là uy tín luôn nha. Và được rất nhiều game thủ trên Android tải về và sử dụng để kiếm thẻ cào hoàn toàn là miễn phí từng tất cả các loại game luôn nha. Đó, đây chính là lúc mà mình đổi thành công nè mọi người. Và hiện tại nó đang được xử lý nha mọi người, đợi xíu nữa cỡ 20 phút nữa là xong à. Thì mình nói lại những cái cách mà cho anh em kiếm thẻ cào miễn phí ở trên UpX Quật dành cho anh em nào chưa biết á. Thì anh em có thể tải app này ở trên CH Play Android nha mọi người. Đó, hoặc là anh em có thể tải dưới phần bình luận, mình ghim dưới phần bình luận á. Sau đó anh em có thể là chơi những trò chơi này nè. Đó, quá trời là trò chơi luôn. Anh em có thể kiếm được những cái đồng bui sau khi anh em hoàn thành những trò chơi đó. Và anh em có thể dùng cái đồng bui này, anh em có thể đổi và bán, đổi sang USDT. Và anh em có thể dùng cái USDT này vào trong phần mua thẻ cào là anh em có thể mua nha. Rất là đơn giản luôn. Còn nếu như mà anh em nào mà không muốn cày á, anh em có thể nạp á, thì anh em có thể nạp vào trực tiếp vào trong Xbox này, giá thành cũng nạp á, được chiết khấu rất là tốt luôn nha mọi người. Giống như ở đây nè, anh em có thể thấy không, mua một chiếc thẻ cào 40 quân huy chỉ có tốn 13.200 đồng thôi, quá là hấp dẫn luôn. Sau khi đã xử lý xong, mình sao chép cái mã thẻ, mình đưa vào web nạp thẻ.vn và nạp trực tiếp vào trong Liên Quân luôn nha mọi người. Và đúng là cái công nhận cái sự kiện này của Liên Quân á, cho là cái 100 quân huy này nó không phải là 100 quân huy hữu hạn nha mọi người. 100 quân huy này anh em có thể là mua sổ sứ mệnh luôn nha. Rất là ngon luôn nha mọi người, cho nên em nào mà nhanh tay á, anh em có thể cày cái sự kiện bằng UpX Quật này, cày cỡ 3-4 ngày là xong rồi mọi người ơi. Rất là đơn giản luôn. Và cái sự kiện nạp này nó kéo dài cho đến 30 tháng 6 lận, cho nên anh em cứ tha hồ mà cày nha, cày cỡ khoảng 2-3 ngày là đủ à. Còn cái nhận 1.000 quân huy miễn phí á, đây nè anh em có thể thấy không, mình nhận được 1.200 quân huy miễn phí từ Liên Quân nha mọi người. Đó, nhưng mà cái sự kiện này chỉ dành cho mấy chủ thử nghiệm thôi, cái này là anh gà đang test, anh gà đang test sự kiện cho nên là nó không có thật đâu mọi người ơi. Ban đầu mình cứ tưởng nó là thiệt không mà, má mình tưởng mình vô mình chơi mình nhận, ủa 1.200 quân huy, trời ơi, mình vô mình chat, mình vô mình chơi game mấy chủ thử nghiệm, mình chat anh em ở trong đó, anh em kêu ôi tao cũng được nhận quân huy nè mọi người, mình tưởng nó cộng vào trong tài khoản gốc không mà. Nhưng mà cuối cùng mới tìm mò hoài không có. Cuối cùng là bị anh gà bịp cho cú bịp cú lừa mọi người ơi. Đó, cho nên anh em phải cân nhắc nha. 1.000 quân huy rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà gà cho không được. Cho nên anh em phải có cách nào đó để anh em có thể kiếm được 1.000 quân huy. Cho nên á, anh em nào mà muốn kiếm được 1.000 quân huy, anh em có thể xem lại cái video ở dưới đây nè. Mình có hướng dẫn chi tiết kiếm được hơn 1.000 quân huy á, từ việc livestream game á. Anh em chỉ cần bỏ ra một số vốn để có thể là mua cái gói game á, và like được đăng nhập vào live TikTok Studio. Anh em có thể like mỗi ngày. Mỗi ngày anh em chỉ cần bỏ ra like khoảng 1 đến 2 tiếng thôi là anh em có thể kiếm được từ 2 đến 50 ngàn rồi. Quá là hời luôn. Bằng cái lương cơ bản người ta đi làm ở ngoài đâu mọi người ạ. Và rồi, video của mình cuối cùng cũng đã đến đây là hết rồi. Anh em nào thích series này, anh em có thể thả cho mình một nút like video nha. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người nha.